đôi kèo tài xỉu Ai Cập với Zimbabwe. Ai Cập sẽ khởi động chiến dịch CAN 2019 bằng trận chiến đầu tiên với Zimbabwe. Giải đấu lần này được tổ chức tại chính Ai Cập, bởi vậy không có gì khó hiểu khi thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Lúc này đội bóng Bắc Phi đang sở hữu lứa cầu thủ đầy tài năng đang thi đấu ở nhiều giải lớn hàng đầu. Trong số đó, nổi bật nhất đương nhiên là Mohamed Salah, người vừa cùng Liverpool vô địch Champions League mùa 2018-05-2019. Ở chiều ngược lại, Zimbabwe chỉ là một đội bóng trung bình yếu ở lục địa đen, phải chạm trán Ai Cập ngay trận mở màn. Giới chuyên môn dự đoán Zimbabwe sẽ lành ít dữ nhiều. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu một chiều với những màn bắn phá của Ai Cập, và khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là rất cao. Hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều khép lại với tối thiểu 3 bàn. Soi kèo chấp, kèo châu Á Ai Cập với Zimbabwe. Xét về đẳng cấp và thực lực, không có gì phải nghi ngờ về sự vượt trội của Ai Cập. Việc đưa ra độ chấp lên tới 1,5 âm 2 full time cũng cho thấy nhà cái tin tưởng Ai Cập tới mức nào ở cuộc so tài này. Ngoài ngôi sao Salah, Ai Cập còn sở hữu hàng loạt những cầu thủ tên tuổi khác như El Neni, El Mohammadi hay Trezeguet. Đó đều là những cái tên mà Zimbabwe phải mơ ước. Còn nhớ ở lần đụng độ gần nhất năm 2013, Ai Cập đã dễ dàng khuất phục Zimbabwe với tỷ số 4-2. So với thời điểm ấy, ngoài ra phong độ của thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre cũng áp đảo hoàn toàn đối thủ. Kể từ sau World Cup 2018, Ai Cập ra sân tổng cộng 8 lần thì thắng tới 6, hòa 1 và chỉ để thua đúng một trận trước Nigeria. Có thể ở sân chơi thế giới, Ai Cập chỉ là một đội bóng tầm trung, nhưng tại châu Phi, Salah cùng các đồng đội luôn là một trong những tên tuổi sừng sỏ nhất. Chưa cần soi quá rõ vào phong độ của Zimbabwe thì với độ chấp 1,5, hay đặt cửa Ai Cập sẽ là quyết định sáng suốt. Soi kèo châu Âu Ai Cập với Zimbabwe. Chấp sâu ở kèo châu Á nên đặt cửa Ai Cập ở độ châu Âu tỷ lệ chỉ là 1:1,14. Mức ăn theo kiểu tượng trưng như vậy đương nhiên không thể tạo sức hút, và những khán giả ủng hộ cửa trên có lẽ vẫn sẽ đầu tư theo kèo châu Á. Nhưng nếu linh cảm về một phép màu dành cho Zimbabwe, lợi nhuận sẽ là khổng lồ. Cụ thể đặt cửa Zimbabwe từ hòa đến thắng, phần thưởng lần lượt là 1:6,20 và 13,00. Đó là những kèo cực khiến người chơi không thể chối từ. Chỉ có điều so với Ai Cập, Zimbabwe có quá ít cơ hội để tạo nên cơn địa chấn. Nên nhớ tại sân nhà của mình, Ai Cập đã thắng tới 15 và chỉ bị cầm hòa 2/17 trận suốt từ tháng 1 năm 2016. Vì vậy gửi gắm niềm tin vào Zimbabwe ở kèo châu Âu chẳng khác nào phương án tự sát.